Mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ về cách pha keo dí xi măng nha cả nhà. Những bức tường này thì mình đã dán rồi nè, dán rồi từ trong ra tới ngoài, và mình xài dùng là keo pha dí xi măng nha. Cũng có được đường gon nữa, mình dán cũng rất là chuẩn nha cả nhà. Thợ cù bắp mà làm được vậy cũng nguyên nha cả nhà. Đây, khu vực này là phòng khách nè, này chưa có gắn cửa sổ. Mình dán xong rồi, mình cắt cạnh rồi cho nó đàng hoàng hết rồi gắn sau nha cả nhà. Đó. Thì căn nhà này là căn nhà gấp 4. Rồi mình quay những cái mình dán hoàn thiện xong rồi nè. Rồi một chút nữa mình sẽ khoa keo rồi mình chia sẻ cho cả nhà xem. Ví dụ như có mấy anh thợ nào biết cái cách pha thì có pha thêm cái gì nữa thì mình đừng cái dưới cho mình biết nha. Còn những bạn mà chưa có biết thì có xem clip của mình đó, thì làm theo cách của mình nha. Có thấy kênh của mình chia sẻ về bên xây dựng này mà có hay cái thứ gì mà cả nhà yêu mến kênh mình á, thì cho mình một cái đăng ký và một like thì chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Đây là keo, này là keo của công nghệ của Thái nha cả nhà, nano cabu và với xi măng. Thì trước tiên thì mình phải pha nước vô, mình để nước với keo này mình độ qua pha trước nha. Với 1 kg keo này thì khoảng 5 kg xi măng nha cả nhà. Đó, thì giờ em trai này sẽ bỏ xi măng vào, đổ xi măng vào. Thì trong này thì cái xô này thì mình quậy nửa xô, quậy nửa xô như vậy là 5 kg xi măng cho 1 kg keo nha cả nhà. Thì cái keo này thì các bạn phải quậy cho nó đều lên nha, cho nó có độ dẻo. Thường thường thì mình dán xi măng á, hồi xưa tới giờ dán xi măng thì cũng được, nhưng mà nó sẽ nhanh khô. Mình có thêm cái phụ gia này vô cho keo, cho hồ mình nó dẻo á, nó chậm khô để mình dễ chỉnh sửa. Thì mình làm theo cách của mình thì làm như vậy đó. Vừa quậy khoảng bằng máy cho nó, chứ quậy tay quậy không nổi nha. Có keo vô dẻo dữ lắm. Cái này thì nó cũng hơi lỏng nè cả nhà. Nó hơi lỏng, còn để pha thêm một ít nữa. Thì thường thường thì mình quậy quân nửa này nha. Thì nếu mà các bạn mà có quậy thêm một cái xô như vậy, thì xô như vậy thì mình đổ chừng khoảng chừng 2 kg keo hoặc 2,5 kg gì cũng được. Thì nói chung thì các bạn mà tha keo nhiều á thì nó chậm khô lắm nha, nó sẽ tụt hồ nha cả nhà. Thì một xô như vậy thì mình pha khoảng 2,5 kg keo, rồi mình đổ chừng xi măng là vừa độ dẻo để mình dán gạch ngang cả nhà, tùy theo người đó. Như vậy là được rồi nè, nó rất là dẻo. Thì cả nhà cứ làm theo cách của mình như vậy. Thì các bạn nào mà có em hiểu thêm thì bình luận với cho mình nha. Rồi bây giờ là mình đổ cái keo hồi nãy mình quậy nè vô để mà mình đẩy theo cái bằng trái hồ này nha cả nhà. Thì mình quậy như vậy thì mình trải cũng được, mà mình dán từ bay găng cưa đó cũng được, như mình đã cầm trên tay đó.
đó thì nè các bạn xem nè, thấy không, đẩy ra cái đường hồ nó nhẹ, đẩy ra mà hai nữa nó rất là đều. Các bạn thấy không, rất là đều. Thì cái này mình chia sẻ lại là trong cái clip cũ nha cả nhà, cho cả nhà thấy như mình kết hợp giữa keo và xi măng nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem công việc đấy, mình làm kết hợp giữa xi măng coi nó thi công dễ như cỡ nào nha.
đây cũng là hết rồi cả nhà ơi. Mong cả nhà xem và ủng hộ mình nha. Chúc cho cả nhà một ngày tốt lành và luôn luôn nhiều sức khỏe nha. Rồi hẹn gặp lại các video tiếp theo nha. Bye bye.